Sáng nay ở Hà Giang, Cao Bằng đã có điểm mưa to 50mm. Dự báo từ chiều đến đêm nay, cảnh báo nhiều nơi khác ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cũng sẽ có mưa lớn. Những nơi có mưa to sẽ là những khu vực từ Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái sang Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên. Mưa sẽ kéo dài đến sáng thứ Năm. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, mưa có thể xảy ra sau chuỗi ngày oi nóng thì sẽ kèm theo sấm sét và gió lốc. Hiện tại đang trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tại các tỉnh thành miền Trung, diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên vùng cát ven biển là rất lớn. Chính vì vậy, vấn đề bảo vệ rừng phòng hộ ven biển đang được ngành chức năng các địa phương tăng cường triển khai. Ghi nhận tại tỉnh Quảng Bình. Sau lưng tôi là khu vực rừng Phi Lao, vừa bị cháy vào cuối tháng 4 vừa qua. Khu vực này thì bị cháy khoảng hơn 7 hectare. Cứ vào bắt đầu mùa nắng nóng như thế này thì vấn đề mà cháy rừng ở cả khu vực ven biển ở Quảng Bình lại có nhiều diễn biến rất là phức tạp. Giai đoạn này các loài cây rươi, cọ dài, khô nên rất dễ bắt lửa. Tại các vùng ven biển huyện Quảng Ninh liên tiếp xảy ra cháy rừng trong năm 2023 và 2024, hơn 15 hecta rừng đã bị cháy. Nhiều giải pháp được chính quyền địa phương và các ngành chức năng đặt ra. Bán xã là có cái tổ dân phòng thường xuyên là tuần tra trên các trục đường chính, phát hiện cái điểm phát lửa, chúng tôi huy động lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ rừng trên địa bàn thôn nào mà có cháy là huy động toàn dân. Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Hợp và ven biển tỉnh Quảng Bình đã tiến hành là xử lý thực bì và giảm vật liệu cháy trước mùa nắng nóng, phân công người trực 24/24, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Hợp và ven biển tỉnh Quảng Bình quản lý trên 13.800 hecta rừng và đất rừng, trong đó có gần 1.000 hecta rừng phòng hộ thuộc các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Các diện tích rừng trồng ven biển đều nằm xen kẽ với các khu dân cư, các khu lăng mộ gần đường quốc lộ, tỉnh lộ, người dân thường xuyên qua lại nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Tổ chức các buổi tuyên truyền cho bà con nhân dân sống gần rừng ven rừng về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, chỉ đạo các trạm thường xuyên tuần tra kiểm tra trên cái tuyến đường BOT và tăng dày các cái biển cấm lửa, biển cảnh báo cháy rừng. Chúng tôi cũng phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động, có cái thông tin từ người dân để phát hiện kịp thời các cái điểm phát lửa để báo cho chúng tôi. Đang vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng dễ dẫn đến cháy rừng. Cần có sự quyết liệt hơn từ các ngành các cấp, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. Nếu không, cháy rừng cứ liên tiếp xảy ra sẽ làm mất đa dạng sinh học vùng ven biển, cát bay, cát lấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân là điều khó tránh khỏi. Còn tại Quảng Ngãi, tình trạng bồi lấp tại một số cửa sông cửa biển ngày càng nghiêm trọng, khiến tàu thuyền của ngư dân ra vào gặp rất nhiều khó khăn. Tại cửa biển Mỹ Á, cửa biển Cổ Lũy, tình trạng sạt lở bồi lấp thường xuyên xảy ra, nhiều tàu cá của ngư dân ra vào cửa bị mắc cạn, chỉ những tàu công suất dưới 300 cv mới vào được, nhưng cũng phải chờ lúc thủy triều lên, không ít tàu cá bị sóng đánh chìm làm thiệt hại rất lớn về tài sản. Trước kia khi cửa sông cửa biển chưa bị bồi lấp thì người dân xã Nghị An làm ăn rất hiệu quả. Tuy nhiên thời gian gần đây, những tàu cá lớn không thể về địa phương neo đậu bán hải sản. Quảng Ngãi đang trong mùa khô nên vùng cửa sông dễ bị bồi lấp hơn do dòng chảy thượng nguồn về thấp, khả năng lũ về mới được cải thiện. Còn tại Nghệ An, hàng năm trước ảnh hưởng của mưa lũ và tác động của quá trình khai thác cát trên dòng sông Lam khiến bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ven sông bị thu hẹp dần, gây thiệt hại mùa màng của người dân và tiềm ẩn nguy cơ khó lường khi mà tình trạng sạt lở đang có xu hướng ăn dần vào thân đê. Thực trạng đang rất đáng báo động ở khu vực hạ nguồn sông Lam. Vùng đất bãi bên sông Lam từ xã Xuân Lam sang xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, thời gian qua liên tục bị sạt lở sâu vào phía bờ. Mặc dù chưa đến mùa mưa lũ, nhưng theo ông Lê Xuân Bá chứng kiến, thì những cơn mưa từ thượng nguồn vừa qua đổ ập về đã làm diện tích đất trồng hoa màu của ông tiếp tục bị lở trôi. Một khẩu là được khoảng 330 m², gần đấy ven sông Lam bị sạt lở rất nhiều, một khẩu thì càng ngày càng tăng lên. Mà đất diện tích về bãi bồi thì càng ngày càng thu hẹp. Riêng vùng bãi bồi xã Long Xá với chiều dài 2,2 km, nằm dọc đê Tà Lam trước đây có diện tích trên 200 hectare, nhưng vài năm nay đã bị sạt lở, chỉ còn khoảng 150 hectare.
Hầu hết những khu vực không bị sạt lở là do đã được xây kè chắn mái, giải đá rọ. Còn lại thì đều bị sạt lở, có những đoạn chỉ cách thân đê vài trăm mét. Trước đấy là địa phương đã trồng cây chắn sóng nhưng mà thực chất là không hiệu quả. Sau đó nó cũng sạt lở, cây cũng trôi xuống sông. Để mà tập trung kè như nhà nước không có, thì bên ngắn thấy trong địa phương rất hạn hẹp. Tương tự, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, diện tích đất nông nghiệp ven sông Lam cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Cây hoa màu và một phần rừng cây nguyên liệu keo lai của các hộ trồng bị sạt lở trôi theo dòng nước. Theo đo đạc của địa phương, chỉ trong vòng 4 năm nay, nơi đây đã bị sạt lở tới 17 hectare đất bãi. Theo thống kê, dọc bờ sông Lam có chiều dài hơn 168 km, hiện có trên 150 vị trí sạt lở thuộc địa bàn 68 xã phường thị trấn. Sạt lở ven sông đã làm mất hơn 560 hectare đất canh tác, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều nhà cửa của người dân. Nguyên nhân được xác định là do sự biến đổi dòng chảy và tình trạng khai thác cát ồ ạt. Là trước mặt là đầu tư xử lý những cái vị trí hết sức xấu yếu và có nguy cơ cao và có ảnh hưởng trực tiếp đến đặc biệt các khu dân cư cũng như các công trình quan trọng. Trong những năm qua, bằng nguồn kinh phí bố trí từ Trung ương và của tỉnh, các huyện tại Nghệ An, một số dự án đầu tư xây kè chống sạt lở bờ sông Lam được thực hiện. Tuy nhiên, các công trình quy mô nhỏ, kinh phí hạn hẹp nên chưa đủ khắc phục những điểm ách yếu sạt lở kéo dài hai bên bờ sông Lam, nhất là vùng hạ du. Do đó, đòi hỏi ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cần có sự quan tâm đúng mức. Do thời tiết nắng nóng kéo dài mà nhiều cánh rừng ở miền Trung đang cảnh báo cháy rất cao. Theo Cục Kiểm Lâm thì hiện có 149 điểm ở 14 tỉnh thành miền Trung đang có cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Và những ngày tới thì có thể tăng lên cấp 5, cấp cảnh báo cháy cao nhất. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiệt độ cao nhất đều ở mức từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, kèm với độ ẩm thấp chỉ khoảng 50 đến 55%. Để tránh xảy ra các sự cố thì người dân tuyệt đối không dùng lửa ở trong rừng, gần rừng.